Em dê lắm. Hồi xưa quen á thì thùy mị lắm, chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy thấy không ai nhìn, nhìn cái bóp mông em cái. Em tên là Trọng Hải, năm nay em 34 tuổi. Em đang là giảng viên dạy tiếng Anh, đồng thời làm đào tạo về bên mảng khách sạn nhà hàng. Em tên là Trúc Vy, em năm nay 25 tuổi. Em đang ở nhà buôn bán online. Cuộc tình của các em bắt đầu như thế nào? Cuộc tình của tụi em mà bắt đầu ở giảng đường. Ảnh là giáo viên dạy tiếng Anh của em ở trường. Em học trò. Thì lúc đầu gặp cũng xưng thầy trò vẫn bình thường thôi. Dạy thì ảnh hay pha trò, thì ảnh xuống lớp ảnh giả là BD. Ảnh nói là quỷ sứ hè. Mình nghe thì mình buộc miệng, mình nói là trời mất hình tượng quá. Tối hôm đó ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là bộ mất hình tượng lắm hả. Ảnh bắt đầu cũng xưng thầy trò, xong lá hồi sau lẳng lãng kêu bằng anh em luôn. Bữa đó là nhắn tin là sáng đêm luôn, xong hẹn ngày mai đi ăn. Em thì em đi dạy cho nên là em có cái quy tắc là em không có quen với học trò. Nhưng mà hôm đó thì cô nàng này có vô trễ. Em thấy giống như trong phim anh vô mà cái hất tóc một cái đi vô rồi đi ngang qua giống như là nhìn mình cái nữa. Cũng hơi ấn tượng tại vì cũng là cái gu em thích, tức là cũng cao cao, tóc dài. Cô bé này có vẻ là hiền, thật thà. Tối hôm đó tự nhiên không biết sao cái em nhắn. Sau đó thì hai đứa cũng suy nghĩ rồi cũng mới quen nhau. Lúc mà tụi em quen thì cũng lén lút lắm. Em đi dạy thì em thả bé xuống ở gần trường. Tới lúc mà nghỉ ra chơi thì giả bộ đi chung nguyên lớp đi ăn. Cái xong cái hai đứa tách ra đánh lẻ đi. Quen rồi xong tự nhiên đi vô trong lớp á, rồi có bị sượng không? Không có sượng. Quen ảnh xong đó rồi mình cứ muốn đi học lớp của ảnh không à. Muốn gặp ảnh hoài á. Lâu lâu có mấy lần em cũng xém hố, tức là cũng đang kêu em cái xong cái buộc miệng xém anh xong nhưng mà kịp gượng lại là hát cái chỗ nó vui lắm á. Với lại mình có cái tật là cứ nhìn về hướng của bé này ngồi không mà lâu lâu cái thấy tụi học trò đang nhìn mình cái thôi mình giả bộ mình lảng qua chỗ khác. Bao lâu thì là hết lén lút được, tức là bị bùng nổ? Tới lúc mà bùng nổ là lúc mà em bị trường đuổi. Là trường phát hiện ra là sao? Cô hiệu trưởng, cô biết là hai đứa quen nhau. Cái cô có hỏi thì em cũng có nói là tại vì tụi em cũng đã tính tới chuyện lâu dài là cũng sẽ cưới này kia. Nhưng mà cô có nói là để tránh gọi là giống như là các bạn trong lớp phân bì này kia có cái sự không công bằng thì là em tạm ngưng, em không có dạy cái lớp của vợ em nữa. Thì cũng đồng thời lúc đó là em có một cái công việc mới, thành ra là em mới quyết định là em chuyển việc luôn. Nói bị trường đuổi là em nói cho vui vậy thôi. Như vậy lúc đó là em không còn cơ hội để nhìn thấy anh thầy ở trên bục giảng nữa đúng không? Lúc đó em cũng nghĩ luôn. Ta là nghĩ luôn. Nghĩ luôn. Lần đầu tiên các bạn là nhắn tin với nhau đó suốt đêm đó. Dạ. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Nhắn tin đêm đó là ảnh hẹn sáng ngày hôm sau đi ăn luôn. Lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để tay khép nếp. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ảnh. Xong tới vô ăn, ảnh hôn mình luôn. Hôn luôn. Đè ra hôn luôn. Lần đầu tiên luôn. Dạ, lần đầu tiên là xác định luôn á. Hôn xong rồi trở về không? Dạ. Thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc kỳ. Sợ té cái hồi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ vậy luôn. Tính cẩn thận nghe không, sợ người lớn té đó. Xưa đến giờ em với bạn bè em ngồi nói chuyện á, thường em hay hỏi câu hỏi này là giờ chị Vân với anh Thuận giờ nhìn hai vợ chồng em, giờ anh chị nghĩ là ai dụ ai? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Em, ông thầy sao học trò dụ đúng không? Nhưng mà giờ em hỏi anh là giờ đàn ông mình đi chơi đúng không? Mà học trò mình giờ mặc đồ sexy hở hang vậy thì có phải là học trò mình dụ mình không? Có nghĩa là bữa đó cũng sexy đúng không? Hai dây hay sao? Dạ đúng rồi, mặc áo hai dây nhưng mà ở ngoài có mặc một cái áo sơ mi. Nhưng mà nó hững hờ lắm, thành ra là em địa được hết. Nó vấn vương, nó hững hờ lắm. Dạ. Đó. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Sơ mi mà không gài nút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì đúng rồi. Đó thì không phải là ai dụ ai đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng là dụ vô có chịu vô không? Dạ thì đi ăn thôi ạ. Đâu đi ăn. Đi ăn nhưng mà đi ăn xong rồi hôn nhau. Không, tao hôn rồi mới ăn. Trong lúc chờ đồ ăn thì tụi em thế thôi, ăn xong rồi đi về hay đi đâu nữa? Dạ ăn xong thì lúc đó tầm mới khoảng 2 giờ mà trong khi thì bé vợ em thì tới khoảng 4 giờ là mới lên xe để đi tỉnh. Thì em mới kêu là thôi đi cà phê đi. Thì bé nói là mới ăn xong rồi uống cái gì nữa nó còn no lắm. Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà rồi em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi cái em chở vô khách sạn luôn. Chở vô khách sạn luôn. Dạ. Mối tình nó dài dữ ha. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á em cũng hơi bức, hơi hơi thất vọng. Tại nghĩ là mình cũng không nghĩ là
là thầy giáo mà như vậy. Nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó, thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Cái ảnh tới chuyện gì tới thì tới. Cái mình cũng nói với ảnh là anh ơi mình có nhanh quá không anh. Ảnh mới qua anh nói là em ơi mình quen nhau lâu rồi mà, trong khi là vậy mình có 1 tháng à, mà nói chuyện được có chút xíu vậy nè, mà quen lâu rồi đó, đó vậy là lâu rồi đó. Là sau đó có sợ là ảnh hay lầm đổi dạ với mình hay không hay là như thế nào? Có chứ, thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà ảnh không còn quan tâm mình nữa thì đối với em suy nghĩ lúc đầu là coi như tình một đêm. Nhưng mà được cái là cũng hỏi thăm, cũng quan tâm, cũng vui vẻ bình thường, cũng trách nhiệm. Lúc đó em cũng còn lông bông lắm, có nghĩa là em cũng chưa có xác định là em sẽ cưới đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài thì em thấy một điều là xung quanh mình nó toàn là ảo ảo không mà không có thiệt. Còn bé vợ em thì giống như là lúc nào cũng đợi em, cũng sẵn sàng chờ em vậy đó. Thì từ từ em mới nhận ra là bé thương mình thiệt. Rồi dính tới giờ luôn. Dính tới giờ luôn, tức là cái thời gian mà thương thiệt rồi dính tới giờ là bao lâu nè? Dạ cũng gần 3 năm. Rồi là hai đứa cưới lâu chưa? Dạ tụi em cưới được khoảng 1 năm. Có con chưa? Chưa, tụi em đang kiếm. Rồi, giờ mình kể tiếp nè. Trước khi cưới có cái biến cố gì không? Kể đi kìa. Tới sau khi đám hỏi xong thì tự nhiên cái đợt đó vợ em bị sốt, rồi ăn uống không có được. Xong cái tự nhiên cái tối hôm đó là cái bắt đầu là hôn mê. Thì thì cũng là tưởng là bệnh như bình thường thôi. Thì mới đưa vô bệnh viện 115 á. Thì vô thì tới lúc mà lên cấp cứu xong á, truyền thuốc như mọi khi thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó đó là vợ em bị như là liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bên trái thì còn cử động được một chút. Miệng là coi như là cứng đơ luôn, không có nói được luôn, ăn uống thì cũng khó khăn. Thì bác sĩ nói là đó là một cái biến chứng của cái bệnh viêm tủy. Thì cái đợt đó đó là coi như là hai nhà cũng rất là lo, tại vì chưa bao giờ là vợ em bị phát bệnh như vậy luôn. Thì cái đợt đó đó là em cũng vừa đi làm vừa chạy ra chạy vô, mà lúc đó em cũng rầu lắm, em cũng vừa lo nữa. Bạn bè này kia ai cũng nói em là suy nghĩ kỹ trước khi cưới, tại vì nhiều khi mày cưới về mày không chịu được rồi mày bỏ con ta rồi tội. Nhưng mà lúc đó thì em có nghe mấy bà chị bạn chơi chung với lại vợ em nè, có nhắn tin cho em nói là hồi nãy chị vô chị thăm Vi. Vi nó mấp mấp cái môi thôi. Nó nói là về là kêu anh Hải là bỏ em đi, mà đừng có như là tội cho em á. Sợ em là cứ phải gánh cho vợ em. Đó, nhưng mà em lúc đó em nghe xong em cũng khóc nhiều lắm. Xong cái em mới ráng bình tĩnh lại. Xong cái vợ em mới đưa về nhà thì cũng phải ngồi xe lăn rồi tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhưng mà cũng có cái động lực đó, có cái động lực là nhờ có em bên cạnh đó, thì vợ em nỗ lực tập luyện này kia, thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vợ em hồi phục bình thường. Và bây giờ là đi lại bình thường. Giỏi quá ha, vậy là phải nghị lực dữ lắm luôn hả? Bây giờ thì nó hết chưa? Dạ thật ra thì nói khỏe 100% thì cũng không phải là 100%, nó chỉ hồi phục được khoảng tầm 70-80%. Nhưng mà bệnh này thật ra thì nó đã có từ rất là nhiều năm trước rồi. Nó sẽ biến chứng theo từng giai đoạn và từng cái độ tuổi của mình, lớn càng lớn nó sẽ càng biến chứng và nó sẽ càng nặng hơn nữa. Nói hồi phục 100% là không có. Mờ, điển hình giống như là con mắt của em đã hư rồi. Em chỉ còn thấy được 1/10 thôi. Và em chỉ còn được một con này để mà trụ vững cho 2 con luôn. Nhìn bằng một con thôi. Bây giờ mà nó có tái nữa thì nó còn sẽ nặng hơn nữa, và nó sẽ mờ hơn nữa. Và nó sẽ yếu hơn nữa. Chứ mình không có trị được hả em? Dạ, bệnh này của em là... Bệnh của vợ em là một cái dạng bệnh hiếm á chị. Thì bên nước ngoài họ cũng đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà cũng không có thuốc chữa. Chưa có thuốc chữa, chỉ là có cái thuốc để mà kìm nó lại thôi. Ức chế thôi. Hy vọng rằng là khoa học ngày càng tân tiến sẽ tìm được một cái phương pháp nào đó để có thể chữa hẳn được căn bệnh này. Chứ nó không chỉ là kìm hãm. Cho anh hỏi một chút cái chuyện này tế nhị là bác sĩ có nói là nó có ảnh hưởng tới cái đường con cái gì không? Không nói, nhưng mà bệnh của em á, thì nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy thì phải truyền thuốc và uống thuốc suốt đời. Thì em không biết có con nó có ảnh hưởng hay không. Và cái lúc mà có con, thí dụ nó tái bệnh thì như thế nào. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu là khuyến khích nên có con sớm.
tại vì sau này nó càng lớn tuổi nó sẽ càng yếu hơn nữa. Em có nói với mẹ em là gia đình em trước khi cưới thì cái chuyện con cái thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó, tại vì đối với con thì sức khỏe của vợ con nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà con cái thì coi như là tự nhiên đi, trời cho thì mình cứ nhận. Còn cũng hy vọng là giống như là có con xong thì thay máu, biết đâu thì nó có một cái gì đó, nó phép màu nó xảy ra thì có thể là vợ em nó sẽ giảm bệnh. Bây giờ mình khui tật xấu đi ha, sẽ ưu tiên cho bên này đi. Bây giờ nè, cô ấy có tật xấu gì không? Thì cái đầu tiên là vợ em dê lắm. Dê à? Dạ, dê lắm. Dê lắm hả? Dê. Dê em lắm. Hồi xưa quen thì mị lắm. Mà sao tự nhiên cưới xong về cái như là chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dạ. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy thấy không ai nhìn cái bóp mông em cái. Cái xong cái em quay qua em thấy mấy đứa nhân viên ở trong quán bụm miệng nó cười. Khoái đúng không? Khoái dòng bao phải không? Bự. Trên xe thì bình thường thì ôm bụng em, bóp cái bụng em vậy nè, cái lâu lâu đưa lên bóp vú cái. Xong cái đang ngồi là cái từ tuột xuống cái khẹo dưới cái. Đứng ngoài đường mà kỳ quá, có đâu tay nó rớt xuống. Tối về ngủ cũng không yên nữa. Tối ngủ á là phải nắm mới ngủ được. Ở nhà mà em mặc mấy cái quần sọt mà hơi chật á, cái bắt em đi thay. Thậm chí có lúc là em tắm xong để sẵn cái quần rộng rộng cho em mặc. Rồi tối ngủ á là cứ về là phải đổi qua đổi lại sao cho thuận tay bả, để bả vừa ngủ mà bả vừa nắm được. Cái này đâu có xấu đâu, này dễ thương mà. Anh tưởng tượng nhiều khi em đang ngủ, em đang mới lim dim ngủ, không biết bả nằm mơ bả gặp ác mộng gì cái bả nắm bả giật giật. Trời thiệt luôn á, em nhiều khi em đang ngủ em giật mình dậy luôn, mà trong khi bả ngủ tỉnh queo à. Mà mơ đi lấy xe. Ngủ nhiều khi cái biết cái thế bà ngủ sao á, tự nhiên bà đang ngủ nè cái bà lên gối em cái gì. Tính ra là tụi em chênh nhau tới 9 tuổi lận. Đôi lúc em cũng quên mất là vợ em nó đang trong cái tuổi là còn trẻ, còn được cần được nuông chiều này kia. Cho nên là nhiều khi cái em mà lớn tiếng em la cái là cái giận à. Uống xỉn xỉn chút xíu nha, mà lỡ mà nạt bà ăn cái là cái bà khóc, hoặc là bà giận cái không thèm nói chuyện, không thèm quýu luôn. Tới lúc mà nạt em lại cái em xìu xuống. Rồi giờ tới em đó. Ảnh cọc tính lắm, ảnh làm mệt chút xíu là bắt đầu ảnh nhằn. Đi xe cũng vậy, ai mà hả đi sai sai xíu là ảnh qua bà: mày làm gì vậy? Mày đi cái kiểu gì vậy? Ảnh có một cái tật á, ở nhà nút, không mặc đồ. Đi một vòng trong nhà hết trơn á. Nhiều khi á, ngồi trên ghế salon xong rồi bấm điện thoại mà không mặc đồ, trong khi là ở ngoài cái cửa không kéo rèm luôn. Còn thỉnh thoảng là vui vui mở nhạc lên xong rồi người múa. Múa mà múa nước luôn hả? Múa nước. Bởi vì nóng nó nắm là phải. Tại nóng á, tại đi làm về em nóng. Rồi em mong muốn chồng thay đổi gì không? Nói chung là ảnh rất là cưng em, mà rất là chiều em, rất là thương em. Chỉ có cái là bớt cọc tính lại. Ảnh mà la la, ảnh mà cọc tính chút xíu là em buồn á, em buồn rồi em khóc. Với lại em rất, dạ đúng rồi, em rất là hay suy nghĩ. Nên em rất là muốn ảnh bớt cọc tính lại. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em sẽ như là trưởng thành hơn, thông cảm cho công việc của em. Tại công việc của em là đi cũng khá là nhiều á, từ sáng đến chiều. Nhiều khi vợ em suy nghĩ nhiều, em biết là vợ em suy nghĩ nhiều, cái em cũng cho đi theo làm phụ em này kia các thứ. Tuy nhiên là em cũng muốn là vợ em sẽ thông cảm hơn, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, dạ, đúng rồi. Thật sự ra nhiều khi ở nhà em làm mấy cái trò khùng điên vậy đó, thì chủ yếu là chỉ cho vợ em vui thôi. Còn cái tính cọc của em là giờ là đỡ lắm rồi, thì em cũng đang cố gắng để em giảm bớt cái tánh nóng đó. Cái việc mà em cần phải làm á, cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất. Đừng có bị suy nghĩ tiêu cực là chính xác đó. Thì mọi thứ em cho nó nhẹ nhàng đi. Đó, còn cái điều em bớt nóng tính thì đương nhiên em đã xác định được rồi, em sẽ phải làm được. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh.